được. Lên tiền lên. Đi một vòng rồi đó, bụng quá trời luôn, bây giờ mình sẽ ăn thôi. Này là cái gì? Cái này là cơm nè. Cái này là cái gì Minh? Sủi cảo, này cuốn thịt vịt, rồi súp hả, này súp hả, súp. Đi một vòng đói rồi cả nhà ơi.